Vâng, Thí Điền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nha. Em bác một số mã hàng bên em, hàng vừa về xong nhá. Đấy, em quay nhanh báo giá trực tiếp cho bác luôn. Các bác có nhu cầu về những cái mặt hàng bên em đang phân phối nhá thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai số điện thoại em đang để trực tiếp vào chương trình nhá. Gọi điện theo hai số trên để em tư vấn và chốt đơn hàng. Lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng thì hóa đơn trên 200k nhá. Nhớ cho em là trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra thanh toán nhá. Đấy. À, rất là dễ mua thôi các bạn. Đó thì giá cả phù hợp, chất lượng ok. Đấy, thì các bác có ưng sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp nhà em chốt đơn cho các bác nhá. Đó rồi em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì hôm nay bên shop có về cho các bác đó là cái vòi sen massage. Em báo giá luôn 70 ngàn cho một cái bộ vòi sen massage bao gồm là cả tay 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 sen và cả vòi cả cả dây luôn các nhá, cả dây cả bát luôn. Đây. Con vòi sen massage đang làm mưa làm gió thị trường rất ok đây. Có chỉnh các chế độ nước rất là hay luôn. Đấy, đi kèm thì sẽ có là một dây nhá. Đấy, một dây 150 cm 1,5 m này. Dây chống rối, chống cập, chống gãy này. Đó, dây inox luôn nhá. Và đây là nhân vật chính bát sen. Đó, có phần công tắc bật tắt này. Cái này thì các bác không cần phải nóng nước đầu nguồn đâu. Các bác chỉ việc ấn vào đây thôi, tắt mở các ấn ở đây cho em là ok. Và trên này thì nó sẽ có là chỉnh các chế độ nước này. Đấy, các bác xoay nó cứ kêu tạch tạch này. Tạch một phát này là nó sẽ đổi các chế độ nước nhá. Đấy, nó coi như là nó có 3 chế độ nước. Và đây là nó có những cái gai này, silicone này. Đó, để khi mà các bác tắm ấy, là các bác vừa kết hợp cái này, vừa tắm, vừa có thể dùng cái này để các bác massage. Đấy, rồi là các bác kỳ cọ thôi nhá. Rất ok luôn. Một con sản phẩm bát sen massage nhá. Vòi sen massage, cứ lên mã em sẽ là cái vòi sen hoặc là bát sen massage. Đấy, bao gồm là cả dây đi kèm. Hàng mới nguyên hộp như này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ của các bác luôn. 70 ngàn cho một cái bộ vòi sen massage nhá. Vòi sen massage giá đang bán cho bác là 70 ngàn. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, các bác có thể là bật tắt trên cái tay sen luôn, không cần phải gạt đầu nguồn, rất ok. Và các chế độ thì các bác chỉnh bằng cách là các bác thao tác, các bác xoáy cái vòng này xem là ok này. Đấy, các bác chỉnh các chế độ nước và phần gai silicone để các bác kỳ cọ massage rất là thích luôn. Đi kèm là cả dây 70 ngàn cho một cái bộ vòi sen massage nhá. 70 ngàn bộ, giá rất là tốt luôn đó các bạn. Rồi, xin chào các bác đã quay trở lại với đài tiếng nói Việt Nam quá nhá. Đấy, tiếp tục lại về mã hàng đó là cái con đài FM này. Đấy. Trước khi đi vào sản phẩm em báo giá luôn. 240 ngàn cho một cái bộ sản phẩm đài FM như này, bao ship tận nhà luôn. 240 ngàn. Đợt này thì về cái lô này còn có cả đồng hồ với bác luôn nhá. Đấy, các bác vừa nghe đài vừa có thể theo dõi được cả thời gian đồng hồ, chủ động công việc, rất hay. Sản phẩm này thì sử dụng nguồn sẽ là nguồn pin 18650 nhá. Pin này thì các bác rất là dễ dàng thay thế và nó có thể là lưu trữ điện được không nhá. Đấy, lưu trữ điện được, tức là hết pin thì các bác lại cắm sạc vào các bác sạc. Các bác sạc thì đi kèm thì nó sẽ có là một cái dây sạc này. Về các bác có cái cục sạc điện thoại đây. Các bác có cái cục sạc điện thoại như này này là các bác cắm vào là các bác sạc thôi. Đây. Đấy, ví dụ như các bác lấy cái cục sạc điện thoại các bác cắm vào đây. Đó. Và đây các bác cắm vào đây. Là các bác sạc pin cho cái đài này thôi có nhá. Đấy, và khi nào hết pin thì các bác lại sạc. Đó. Và đầy pin thì mình mang ra mình nghe có thế thôi. Rất là dễ dùng, dễ sử dụng luôn. Đấy, các bác xem tivi cái thứ là đôi khi là nghe đài các bác đêm hôm khó ngủ này. Đấy, các bác già đêm hôm khó ngủ thì mình có thể mở đài. Đấy, nghe rồi là thiêu thiêu cho dễ ngủ hơn này, cũng rất là ok. Rồi là đồng hồ theo dõi thời gian nhá. Cực kỳ dễ sử dụng. Đây đây em sẽ test cho bác xem luôn nhá. Đấy thì bên tay trái em là cái nút volume cũng như đồng thời luôn, đó là cái nút bật tắt coi nhá. Vừa volume vừa bật tắt luôn, rất tiện dụng. Đây các bác xoáy này. Đấy. Xoáy cái là lên luôn nhá. Đấy, cái này là vừa bật tắt này, vừa tăng giảm âm lượng luôn nhá. Đấy, còn cái nút bên này thì đó là cái nút dò sóng coi nhá, thì các bác cứ xoay thôi. Đấy, xoay thì cái phần vạch đỏ nó sẽ chạy này.
Và ở đây nó có cả anten để các bác bắt sóng nó sẽ nhạy hơn. Ở đây sẽ có cái chế độ là SV kép này, AM này, FM này, MP3. À cái con này nó còn có cả kết nối Bluetooth luôn nha các bác nhá. Đấy, ví dụ các bác không muốn nghe đài FM thì mình có thể nghe nhạc. Thì các bác có điện thoại thông minh ấy, là các bác kết nối với lại cái chế độ MP3, các bác gạt cho em về cái chế độ là MP3 để các bác kết nối với lại Bluetooth cho cái đài này nhá. Đấy. Còn không thì các bác cứ đẩy về AM hoặc là FM, các bác dò kênh, các bác nghe coi nhá. Đó đây. Đã có các cuộc em tiếp xúc mở song phương với đại cho tướng bác nghe này. Samorn Chanyalam, đấy. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào rất và hay. Ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng đấy. Hoa Kỳ. Cái này là sáng ngày 15 tháng thực tế đấy nhá. Đấy, cái này là đài nghe thực tế nhá, rất là to rõ ràng luôn. Rồi bên hông này thì nó sẽ gồm có các nút như sau. Đầu tiên là một cái cổng sạc này, nguồn vào của nó sẽ là nguồn DC 5V. Tiếp theo là một cái cổng USB để các bác ví dụ như là các bác xài không có thẻ nhớ hoặc là không cắm được Bluetooth thì mình có thể cắm cái USB mà có nhạc nhiếc vào đây, các bác cắm đây để các bác nghe, hoặc đây cái khe này là có thẻ nhớ đây. Rồi là có cả cái cổng AUX, cổng tai nghe luôn này. Đấy, và hay của một cái sản phẩm nữa là nó thêm một cái nút, đó là cái nút on off của đồng hồ nhá. Đấy, các bác dùng đồng hồ thì mình có thể bật lên, còn không dùng thì mình có thể tắt đi nhá. Cái nút này là nút bật tắt đồng hồ, đây này. Đấy, nút bật tắt đồng hồ. Còn đằng sau nữa thì đây. Đây là cái vòng xoay để các bác chỉnh cái đồng hồ này các bác nhá. Đấy, cái vòng xoay để các bác chỉnh cái đồng hồ này. Đấy, về các bác xem là đúng giờ hay chưa. Thường thường thì khi mà gửi thì sẽ tắt đồng hồ đi. Đấy, và lúc nào mà về thì các bác gạt cho em về nút on là cái clock này, gạt về on, sau đó là các bác chỉnh cái phần vòng xoay đằng sau để các bác chỉnh đồng hồ nhá. Đấy, chỉnh đồng hồ. Đấy, vừa đài với em này, vừa có đồng hồ này, đấy, rồi là nghe nhạc kết nối Bluetooth này, kết nối với lại thẻ nhớ này, USB này, đấy, sử dụng nguồn DC 5V. Đấy, rất là đẹp luôn, một con đài nhìn rất là chất luôn, kiểu dạng cổ điển nhìn rất là đẹp nhá. Có phần tay xách, các bác có thể xách mang đi mang lại, có pin đi kèm luôn nhá, có pin đi kèm, có cả dây cáp sạc đi kèm luôn. Đấy, về là các bác chỉ việc là xài thôi. Đấy, hết pin thì các bác lại cắm sạc vào, sạc vào, và khi đầy pin thì mình lại lôi ra mình xài, có thế thôi, rất dễ sử dụng luôn, rất ok. Giá thì đợt này đang rất là tốt luôn, 240.000 đúng không nhá, 240k cho một cái sản phẩm là đài FM như này, 240k, giá rất tốt. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác là cái cục sạc 2A này, đấy, với giá sẽ là 30.000. Thì các bác, nếu mà các bác, nhà các bác mà không có cái những cái cục sạc để sạc những cái thiết bị ví dụ như đài như này, đấy, thì các bác có thể mua cái cục này về. Đấy, cục này thì các bác có thể sạc được cho điện thoại được luôn. Đấy, nó cái nguồn ra của, nguồn vào của nó là 220 và nguồn ra của nó sẽ là nguồn 5V nhá, công suất là 2A. Đấy, hàng hãng, hàng công ty ngon lành luôn này. Đấy, 5V 2A đây các bác nhá. Đấy, các bác cắm ở đây để các bác có thể là sạc cho cái đài của nhà các bác nhá. Đấy, rất hay luôn. Đó đi, một cái cục sạc này thì bên em đang bán lẻ là 30k, còn đi kèm thì nó không có cục sạc đâu các bác nhá. Đi kèm nó chỉ có dây thôi. Đấy, đi kèm nó chỉ có dây thôi. Về các bác có cái cổng USB thì mình là các bác cắm, hoặc các bác có thể mua kèm thêm. Đấy là tùy nhu cầu. Còn đây, đồng hồ chạy này. Đấy, đồng hồ dạng chạy êm, không có kiểu dạng tạch tạch nhá, nên là các bác có thể là để sát đầu giường mà không lo bị là mất ngủ hay vấn đề gì đâu. Đấy, nó là dạng chạy êm ru luôn này, các bác nhìn này. Đấy, thấy không? Rất đẹp luôn, to rõ ràng, xịn sò, chất lượng. Đấy. 240.000 các bác nhá. 240.000 cho một cái sản phẩm là đài với em nha. Đấy, em quay rất là kỹ rồi. Đó. Bên này là nút bật tắt on off cũng như là tăng giảm âm lượng nhá, kết hợp hai nút ở đây luôn. Và bên này thì là nút dò kênh. Đấy, dò kênh. Còn các chế độ thì em đã vừa test thực tế bác coi rồi. Đó. 240.000. 240k. Đến từ 34 cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Nghe rất hay các nhá. Nghe rất hay luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bơm tẩu 12V này. Các bác lên mã em sẽ là cái bơm tẩu 12V không nhá. Cái sản phẩm này thì nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 12V, nên là nhà các bác nào ví dụ là có bình ắc quy này, hoặc là các bác có thể dùng trên xe ô tô này, rất là tiện luôn. Bơm tẩu 12V báo giá luôn là 180k. Này thì ví dụ là các bác để xe ô tô phòng trừ trường hợp là hơi lốp xe non, đấy thì các bác có thể bổ sung thêm, hoặc là các bác bơm để sử dụng gia đình, bơm xe đạp, xe máy các thứ ok luôn, rất tiện dụng nhá. Giá thì bình dân là rẻ thì 180k thôi. Hàng này nó hàng thanh lý của công ty Toyota nhá các nhá, của công ty Toyota đây. Toyota này, made in Japan này, đó thấy không, rất ok, xịn chất lượng luôn. Con này dùng hay lắm, đó, như em cũng đang xài một cái mà dùng rất là ok đấy. Đấy thì nó sẽ gồm có là một cái đầu nguồn vào này, nó sử dụng cái đầu sẽ là cái đầu tẩu nhá. Đấy, về là các bác có cái đầu tẩu ô tô là các bác cắm vào, đấy là các bác xài. Và đây là cái dây nguồn ra có bọc dù chống cọp chống gãy này, đấy về các bác cắm vào là các bác xài thôi. Có phần đồng hồ đo áp suất nhá, và cả đèn đi kèm luôn này.
Đây là đằng sau thì là cái công tắc nguồn nhá. Đấy, máy chạy khá là êm. Đây giờ em sẽ test cho bác coi nhá. Ở đây em đang có một cái bình ắc quy 12V này. Đấy, em cắm vào đây nhá. Đấy, cắm vào đây. Đây là cái đầu tàu cá này. Đấy, cắm vào đây. Đó, sau đó em bật máy này. Đấy. Cái bình ắc quy này chắc nhà em đang hết điện rồi các bạn. Đấy. Đây, để em test sang cái kia. Đây các bác nhá, đây. Đấy. Đây khi mà kết nối xong này. Đấy các bác cắm vào cái đầu tàu này. Đấy và các bác bắt đầu là các bác bật máy này. Đấy, là máy chạy các bác nhá. Bật máy là máy chạy. Đấy, các bác cứ bật lên. Các bác cứ bật lên máy chạy xong bắt đầu là các bác cắm là các bác bơm thôi. Rất là dễ, nó sẽ tự động các nhá. Đấy, nó sẽ tự động. Và nó có cả cái phần đèn này. Đấy các bác đèn là dùng đèn này. Đấy, ví dụ trong trường hợp ví dụ tối tia các thứ này mình có thể bật cái đèn lên để mình xài, rất tiện dụng luôn. Đó, bật lên này. Máy chạy này có phần đồng hồ đo suất nhá, đây em nén em ép hơi đi các bác coi này, cái đồng hồ nó nhảy luôn này, đây này các bác nhìn nhá, đó thấy không, đấy thấy không, cái lượng hơi nó ra rất khỏe nhá, đấy, đồng hồ đẩy căng đét lên luôn. Đấy, em bóp tay ấn tay cái đồng hồ đẩy căng đét luôn, thì nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 12V. Đấy, nguồn 12V nhá, thì về các bác có những cái bình ắc quy như mình ấy là các bác có thể kẹp vào là các bác xài. Thì đây nhiều bác hỏi là có bán kèm cái này không thì em có bán luôn nhá. Đấy, bơm thì em báo giá lại lần nữa nhá, cứ lên mã em sẽ là cái bơm tẩu nhá, nó sử dụng nguồn này sẽ là nguồn 12V với giá sẽ là 180.000 cho một cái bơm tẩu 12V nha. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái đầu tẩu cái này. Đấy, cái đầu tẩu cái. Đấy, ví dụ như là cái này thì phải là có ô tô thì các bác mới kết nối được. Đấy, còn trong trường hợp mà không có ô tô các bác muốn dùng gia đình thì đây các bác có thể mua kèm thêm cho em, đó là cái bộ đầu tàu cá này, thì nó sẽ gồm có là một cái đầu tàu cá và ở đây là hai cái đầu nguồn để các bác cấp cho cái đầu tàu cá này, cấp điện. Thì đây là cái kẹp nhá, cái kẹp thì nó sẽ có là phân biệt pha âm pha dương luôn, thì về các bác kẹp vào đúng như cái bình ắc quy em đang kẹp đây, các bác kết nối cắm vào là các bác bật máy là xài thôi. Đó, thì các bác có thể mua kèm thêm cái này nha. Cái đầu tàu cá này thì em đang gửi bác giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, thì các bác có thể mua kèm thêm cái này để được bao ship nhá, vì hóa đơn thì em trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Thì cứ lên mã em sẽ là cái đầu tàu cái. Đấy, đầu tàu cái này. Đầu tàu cái này đang bán với giá sẽ là 40k cho một cái đầu tàu cái nha. Còn là bơm tàu thì sẽ là 180.000, mua cả combo này sẽ được bao ship luôn là 220 bao ship. Đó. Thì đây đầu tàu cái đây. Đấy, thì trong hợp là nhà các bác không có ô tô, muốn dùng gia đình thì mình có thể mua cái này, mình kẹp vào bình ắc quy như em đang kẹp đây. Đấy, kết nối cắm vào là các bác bật máy lên là chạy thôi. Còn là có ô tô sẵn rồi thì mình cứ thế này, các bác có cái tàu ô tô là các bác cắm vào là các bác bật máy là các bác xài. Đấy, thì mình có thể sử dụng gia đình nha. Để trên xe ô tô này cũng rất là ok luôn. 180k nhá, một chiếc bơm tàu 12V và đầu tàu cái. Nếu mà muốn mua kèm thêm thì là 40.000 cho một cái đầu tàu cái nha các bác nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác ba hàng, đó là cái bộ cốc hâm nóng này. Lên mã sẽ là cái cốc hâm nóng. Giá bên em đang bán một cái bộ cốc hâm nóng này với giá sẽ là 80k. Đấy, hâm nóng tình cảm, hâm nóng sự ấm áp này trong cái mùa đông giá rét. Thì đây một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái đế nhá, một cái đế này nó sẽ làm nóng. Đấy, làm nóng nhá, thì các bác muốn ví dụ như là cà phê này hoặc là trà này, rồi là những cái đồ uống của mình trong lúc nào trong tình trạng mà nó uống là nó không bị lạnh. Đấy, thì các bác để lên cái đế này cho em rất là hay. Thì một bộ sản phẩm sẽ gồm là một đế đi kèm là sẽ có là một cái cốc sứ rất là đẹp luôn. Đấy, màu xanh rất là đẹp đây. Đấy, thương hiệu Lucky này, có nắp đậy đi kèm nhá. Đấy, các bác nghe tiếng nó biết ngay là chất xứ rất là xịn rồi nhá. Đây, đấy. Và đi kèm cho bác luôn là một cái thìa này nữa, một cái thìa để các bác ngấy đảo này. Đấy, ví dụ như là mình cho cà phê, cho trà đây, cho sữa này. Đấy, muốn lúc nào cũng trong tình trạng là nó ấm áp này, uống không bị lạnh này. Đó, thì các bác cấp nguồn vào đây các bác nhá, cấp nguồn vào đây. Đấy, cấp nguồn vào nhá các bác nhá. Sau đó là khi mà cấp nguồn vào rồi. Đấy, thì các bác để cái cốc này cho em. Đấy, để cái cốc này lên. Đấy, các bác thấy không? Là tự động bắt đầu nhảy lên xanh này. Đấy, bỏ ra cái là nó sẽ ngắt nhá. Còn để lên bắt đầu này. Đấy là đấy, bắt đầu nó nhảy lên xanh, bắt đầu là nó sẽ hâm nóng nhá. Nó sẽ hâm nóng cái cốc này. Nó sẽ giữ trong nhiệt độ là trong khoảng tầm từ là 50 đến 60 độ C nhá các bác nhá. 50 đến 60 độ C, nói chung là đủ dùng. Nó không bị lạnh nhá, nó không bị lạnh những cái đồ uống các thứ của bác nhá. Ví dụ như là trà này rồi là cà phê, các bác muốn sữa sần các thứ ra các bác cho đây. Đấy, sau đó các bác để lên cái đế này. Cứ nhấc ra là tự động nó ngắt nhá, còn các bác cứ để vào đây. Đấy là tự động là nó sẽ bật, rất là thông minh luôn. Đấy, cắm trực tiếp vào nguồn 220 được các bác xài. Giá thì cực kỳ là bình dân, là rẻ, chỉ có 80k thôi. Đấy, bộ cốc hâm nóng nhá, bao gồm là cả cốc cả đế luôn. Đấy, thì nắp đậy đầy đủ đi kia, rất là đẹp. Đấy, các bác nào dân văn phòng này,
Đấy, rồi là các bác đi làm công ty cái thứ này. Đấy, cần một cái bộ cốc hâm nóng này. Đấy, muốn đồ uống của mình lúc nào nó cũng nóng này, uống cho nó ấm áp này. Đấy, bác mua cho em bộ này về. Xài rất là ổn luôn đấy. 80.000 dùng rất là bền. Cái này em cũng đã xài chắc khoảng tầm 2 năm nay bộ này. Đấy, bữa trước là cái đợt hàng trước là nó không có hàng mấy đâu. Đấy, em order riêng một cái cốc này nó rơi khoảng tầm 180.000. Đấy, đợt này đang rất là hạt rẻ, giá rất là tốt. Đấy, anh em sẽ nhập về số lượng lớn để bán. Thấy nó dùng rất ok mà dùng rất hay. Đấy, và dùng rất là tiện nhá. Đó. 80k nhá, bộ cốc hâm nóng nhá. Đấy, một bộ là đầy đủ như này. Đấy, cả đế, cả cốc các thứ đi kèm. Cả thìa thiết đầy đủ luôn là 80.000 một bộ cốc hâm nóng nhau nhá. Vào mùa lạnh, bạn mong muốn giữ ấm, hâm nóng sữa cho bé hay cà phê hoặc trà và các loại thức uống khác. Nhận thấy nhu cầu của khách hàng, Sabo xin được giới thiệu bộ cốc hâm nóng Lucky thông minh xuất xứ Đài Loan 100% nhập khẩu. Sản phẩm nhỏ gọn, tiện dụng, dễ dàng sử dụng và đang được săn lùng nhiều nhất trên thị trường hiện nay ở mọi lứa tuổi như người trẻ, người cao tuổi, dân văn phòng hay các mẹ bỉm sữa với thiết kế sang trọng. Chất liệu sứ cao cấp được tráng men hai lớp và nung ở nhiệt độ 1.300 độ C. Cốc có thể giữ ấm được trên nhiều loại vật liệu như gốm, sứ, thủy tinh, kim loại, vân vân. Để giữ nhiệt được làm bằng kính chịu lực, chịu nhiệt tốt không bị biến dạng khi nhiệt độ tăng cao, mặt kính nhẵn bóng dễ lau chùi khi bám bẩn. Chưa hết, máy được thiết kế thông minh tự động điều chỉnh nhiệt độ không quá 55 độ C. Tại Việt Nam, sản phẩm đang được phân phối trên toàn quốc bởi kênh phân phối gia dụng Sabo. Sản phẩm đấy, một sản phẩm rất là ok luôn nhá, một sản phẩm cực kỳ là hay, thông minh, sử dụng gia đình này. Các bác muốn đồ uống các thứ mình lúc nào nó nóng thì dùng sản phẩm gem rất là ok luôn. Bộ cốc hâm nóng nhá, bộ cốc hâm nóng 80.000 bộ này các bác nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái hàng đó là cái này là cái bộ ô tô đồ chơi dành cho trẻ em. Đấy, các bác mua về cho các cháu nhà mình chơi này. Đấy, rồi là mua về làm quà. Đấy, mua về tặng quà cho cháu rất là ok nhá. Một cái bộ sản phẩm một hộp ô tô đồ chơi 30 xe. Đấy, thấy không? Rất nhiều xe luôn nhá. Các mẫu xe khác nhau. Đấy, đầy đủ luôn về các cháu thì mình chơi. Và cái hay của cái sản phẩm này là bánh xe nó có cốt nhá. Đấy, các bác về bảo các cháu là kéo giật đùi mình sau này, đấy là nó sẽ có cốt nhá. Đây là con thấy không, quay rất là tít nhá. Đó, đây không, quay rất ok nhá. Đấy, cứ kéo về sau là nó có cốt, nó phi lên. Đấy, phi rất là tít luôn. Đó, thấy không, quay rất ok. Thì nó một cái hộp này sẽ gồm có tổng là 30 con xe. Đấy, đựng trong hộp chiếc như này ngon lành luôn. Thì lúc nào chơi thì các cháu đổ ra, lúc nào dùng xong thì các bác nhắc các cháu là ngăn nắp gọn gàng lại để vào trong cái hộp này, cất đi. Đấy, lúc nào dùng thì lại lôi ra chơi như thế thôi. Đó. Bộ này thì hạt rẻ thôi, 100.000 cho bộ này các nhá, 100k. Cứ lên mãi em sẽ là cái hộp ô tô đồ chơi nhá, hộp ô tô đồ chơi. Một hộp là một hộp này là 30 chiếc nhá, một hộp là 30 chiếc dùng thoải mái luôn. Đấy, các cháu thì mình chơi thoải mái, mấy cháu chơi một phát luôn các nhá. Hộp ô tô đồ chơi này. Đấy, ô tô đồ chơi. 30 xe nhá, 30 xe các loại. Với giá sẽ là 100k thôi, 100.000 trong hộp này. Bao gồm là cả cái hộp này luôn nhá, bao gồm là cả cái hộp này luôn. Đó là 100k. Rất ok luôn, để các cháu chơi thoải mái luôn. Mua về làm quà này, mua về cho các cháu thì mình chơi này, đỡ chơi điện thoại, đỡ xem tivi thứ này. Đấy, cho các cháu thì mình tập trung chơi. Đấy, phát huy trí tuệ rồi là tính đoàn kết, chơi với anh em bạn bè hàng xóm láng giềng này, các cháu chơi với nhau, tạo độ thân thiết. Ok hơn đúng nhá, 100k nhá, một hộp ô tô đồ chơi 30 xe nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ khóa đồng của Đức này, bộ khóa đồng của Đức em báo giá luôn, đang gửi bác giá rất là tốt, 140.000 cho một cái bộ khóa đồng Đức này nhá, 140k. 140k lên mã em sẽ là cái bộ khóa đồng Đức nhá. Đấy, khóa đồng Đức. Bảo vệ tài sản này, đấy nhà cửa của bác nhá, rất là ok luôn. Dùng cực kỳ bền rồi, em dùng khoảng tầm hơn 5 năm nay rồi thì em cũng đang dùng. Cái con này là cái hay của cái sản phẩm này đó là nó chịu mưa chịu nắng rất tốt luôn, đặc biệt là các bác dùng ngoài trời cho em. Bình thường ấy là các bác mua những cái con khóa thép các thứ ấy, bình thường ấy là nó rất hay bị rỉ sét đấy, mà đến lúc trời mưa trời gió ấy, lâu ngày ấy là các bác mở ra cực kỳ khó, nhưng mà con này thì bao dùng bao xài bác luôn, các bác để ngoài giờ cho em thoải mái. Đấy, hàng của Đức nhá, made in Germany này, đó chắc chắn chất lượng. Một bộ này sẽ gồm có là một khóa đi kèm cho bác luôn là 4 chìa. Đấy, để các bác chia cho người nhà người thân rồi làm chìa dự phòng. Đấy, ai cũng có chìa ra chìa vào cũng rất ok luôn nhá. Đó, là một bộ này là 140k, dùng cực kỳ bền luôn và nó rất là chắc khóa, hàng chống cắt chống trộm nhá. Đây, đều có phần bìa ngoài này, chống cắt chống trộm này. Kéo không thể lách vào được để mà cắt được thôi nhá. Đấy, chống cắt chống trộm rất an toàn và ok. Và hệ của nó sẽ là hệ chìa tròn. Đấy, hệ này là hệ chìa size số ít và rất là khó mở nhá. Đấy, hàng khóa đồng Đức dùng rất ok luôn. Giá thì bình dân là rẻ cho 140.000 thôi. Lên mã em sẽ là cái bộ khóa đồng Đức nhá, bộ khóa đồng Đức này. Đó, 140k bộ này, dùng bao xài luôn, cực kỳ bền đấy các nhá. Đấy, hàng mới, nguyên hộp
nguyên vỉ nhà có nhá, 140k một chiếc. Tao thì lên luôn cho bác mặt hàng đó là cái đá mài Nhật nhá. Tiếp tục về đá mài Nhật này. Giá thì bình dân là rẻ thôi. Lên mã em sẽ là sản phẩm đấy, con đá mài A, đá mài A nhá. Con này mã sẽ là đá mài A. Đấy, đá mài A. Đá A nhá. Cái con này độ mịn của nó sẽ là 5.000 10.000 này, 5.000 10.000. Đấy, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Con này thì em báo giá luôn 90k một viên. Giá rất là bình dân là rẻ thôi. Đấy, bình thường các bác mua những cái chỗ khác là bán 150, 120 viên đấy. Bên em bán chỉ có 90.000, giá rất là bình dân là rẻ luôn. Hàng Made in Japan Katashiwa. Một mặt độ mịn là 10.000 nhá, một mặt độ mịn là 5.000. Đấy, về các bác dùng mài các loại dao cho em. Đó, và dòng này là dòng đá mài nước nhá. Về thì các bác bóc ra, bóc cái lớp siêu bóng ra, sau đó các bác ngâm trực tiếp vào nước cho em. Ngâm cứ ngâm lâu vào. Ngâm xuyên ngày xuyên đêm vào. Đấy, ngâm liên tục vào cho em nhá. Đấy, để cho nó ngấm thật đẫy nước vào. Đấy, đến lúc các bác mài là nó mới dễ mài các bạn, mài nó mới dễ mài. Và hai của cái sản phẩm máy đi kèm là nó có một cái kê bằng cao su này, cái tấm kê bằng cao su. Thì khi mà mài các bác để lên đây. Đấy, để các bác mài thì các bác để, ví dụ để trên phần mặt kính, mặt đá hoa rồi là sân bê tông các thứ, giờ không lo nó bị trượt nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, để nó chắc khư luôn nhá. Đấy, để nó chắc khư luôn. Cái giòn cao su này nó ôm lắm, nó ôm sát xuống cái nền luôn. Nên là các bác mài nó không bị di chuyển viên đá. Đấy, các cụ bảo là đòn sắc không bằng chắc kê mà. Đấy, mình làm gì làm mình cứ phải chắc kê lắm. Đấy, chắc viên đá mài. Các bác mài con dao nó mới mượt được các bác nhá. Đấy, mà nó mới mượt, nó mới ngon lành, nó mới sắc được. Đấy thì lên mã em sẽ là phẩm mấy con đá mài A nhá. Mã sẽ là mã đá mài A, 90k một viên. Độ mịn sẽ là 5.000 và 10.000 nhá. Made in Japan, Katashiwa. Đấy, các bác chốt nhanh luôn, số lượng có hạn không nhá. Đó, đá mài A 90.000 một viên. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng cút nối dây điện nhanh này. Đấy, cút nối nhanh, cút nối dây điện nhá. Về để các bác nối dây điện rất là ngon lành luôn. Đó. Cái này thì hàng bên em sẽ có là hai dây này đều có hai màu riêng biệt luôn, màu đỏ và màu xanh, để các bác phân biệt là đầu âm đầu dương nhau nhá, rất ok. Về bác nào mà hay đấu dây điện là thứ là các bác mua cho em cái này về các bác đấu cực kỳ là chặt luôn. Đấy, các bác dính băng keo băng đồ bây giờ thì cũng không thể chặt bằng cái này luôn. Đây là các bác về thì mở cho em cái lẫy ra này. Đấy, sau đó các bác đút cái dây điện vào đây nhá, và các bác sập nó xuống này. Đó, thấy không, nghe tiếng sập luôn, thấy không, sập rất là kêu luôn. Đấy, và nó rất là chặt, các bác cứ giật cho em thoải mái không ra luôn, nó ôm chặt khư luôn. Đấy, ôm rất chặt nhá. Đấy, các bác cứ nhận hàng và các bác sử dụng cho em. Nếu mà nó bị rơi nó lỏng ra thì bên em đổi bác cái khác luôn, yên tâm đi. Cái này bên em cũng bán khá nhiều rồi. Đấy, và dùng rất là tiện. Đấy, đôi khi là mình cần nối điện là thứ rồi, hoặc là trong những trường hợp mà dù là cái đoạn dây điện nó bị thiếu một chút, nó bị ngắn một tí thì thôi, bây giờ nó đấu rất là khó, đấu rất là lằng nhằng, thì các bác mua ngay cho em cái cút này về. Đấy, mình có cút này thì nó sẽ dài ra được thêm một ít phân nữa rồi. Cái cút này thì chiều dài nó rơi khoảng tầm là đi 1-2 khoảng tầm 3-4 cm nhá, 3-4 cm một cút nối này. Đấy, về các bác đấu các loại điện nhá, đấu điện hai dây là ok. Đấy, dây âm dây dương có đánh dấu hết luôn nhá các bác nhá, đỏ và xanh này. Đó, cút nối dây điện nhá, cút nối dây điện nhanh. Bên em sẽ bán theo cái combo là 5 cái nhá, 5 cái một. Lên mã em sẽ là cái cút nối điện này thì bán sẽ là 5k một chiếc, và yêu cầu các bác là lấy từ 5 chiếc trở lên, với giá là 25k cho 5 chiếc nhá. Đấy, 5 chiếc là 25k. Bên em sẽ bán từ 5 chiếc trở lên nhá, bán từ 5 chiếc trở lên. Đấy, bán theo combo là 5 chiếc một nhá. Không bán lẻ nhá, không bán lẻ một chiếc đâu, vì giá nó rất là hạt rẻ rồi. Và cái này thì thực ra không có lãi nhiều đâu các bạn, gọi là lãi chút tình cảm thôi, bán thêm hàng để các bác có hàng các bác mua mà. Đấy, chứ thực ra cái này không lãi đâu. Đấy thì các bác thông cảm với em là các bác lấy là từ 5 cái trở lên nhá. Lấy từ 5 cái trở lên. Đấy là cứ bán theo combo là 5 cái một ngày này. Là 245, tính lẻ là 5.000 một cái, bán một combo 5 cái này với giá sẽ là 25k nhá. Lên mã em sẽ là cái combo cút nối điện 5 cái một, với giá sẽ là 25.000 cho mỗi combo cút nối điện 5 cái này. Đó, giá rất là bình dân hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Nó tiện các bạn, dùng nó tiện. Đấy, về chỉ việc mở ra, tuốt cái đầu dây điện ra, ta có các bác cho đây, sập cho em một cái là thế là xong, chắc khư luôn, giật thoải mái không ra. Đó, 5.000 một cái nhá. Bán từ 5 cái trở lên, combo 5 chiếc một 25.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy vít này. Lên mã em sẽ cái con máy vít nhá. Máy vít chạy pin. Đó, một con sản phẩm máy vít bên em bán khá là nhiều. Cái con này thì nó sẽ có là đảo chiều luôn, có xoáy ra xoáy vào này bằng hai cái nút bấm này. Đấy, và hay của cái sản phẩm này thì nó là dòng máy vít chạy pin các bạn. Máy vít chạy pin thì nó sử dụng cái nguồn sạc sẽ là nguồn sạc 5V. Các bác có cái cục sạc điện thoại là các bác có thể là cắm sạc cho cái máy này rồi. Đây là cái dây sạc đi kèm các bác cắm vào đây.
Sau đó cái là cái chân còn lại là chân USB, các bác cắm vào những cái thiết bị sử dụng nguồn 5V là ok. Ví dụ như là cục sạc điện thoại nhà mình là ok nhá. Đấy, các bác sạc pin cho cái máy này. Hết pin thì các bác lại sạc hoặc là xài. Và đi kèm thì bên công ty sẽ có đi kèm luôn các bác là hai cái đầu vít luôn. Đấy, rất cẩn thận nhá. Công ty rất cẩn thận là có đưa thêm cho bác luôn là hai cái đầu vít, một cái đầu dẹt và một cái đầu ba ke để về các bác có cái đầu xài luôn. Các bác thả vào đây. Đấy, lắp vào sau đó là các bác xài thôi. Đấy, xài đầu nào được các bác xài xoáy vào xoáy ra thì như nào, có bấm mũi tên nhá. Ở đây nó có mũi tên này. Đấy, ra vào này và ra này, đầy đủ luôn. Và có hai mã đầu, một đầu dẹt và đầu ba ke về các bác xài nhá. Rồi em báo giá luôn. Lên mã sẽ là sản phẩm là cái con máy vít chạy pin. Hết pin thì các bác lại sạc vào là xài nhá. Và có đi kèm cho bác là cả dây sạc và cả đầu vít các thứ đầy đủ luôn. Một bộ như này thì em báo giá luôn sẽ là 130.000 một bộ nhá. Lên mã sẽ là sản phẩm là cái con máy vít này. Đấy, máy vít chạy pin nhá, máy vít pin. 130 cao nhá, 130.000 thôi. Đấy, đang bán cho bác một mức giá rất dễ mua nhá, 130.000 một chiếc máy vít pin. Sau thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây dao sưu tầm S1 này. Đấy, lên mã em cái cây dao sưu tầm S1 nhá. Cây này về các bác có thể dùng để sưu tầm, mua về trưng bày, mua về chơi. Đó. Rồi là các bác có thể đi rừng đi phượt cũng rất ok. Mình dùng để cắt thịt, thái thịt, bổ rau củ quả các thứ ra rất ok luôn nhá. Đây. Đó, rất xịn sò chất lượng luôn. Hàng nó đi kèm là có cả cái đồ để nó dắt nhảy luôn, rất xịn sò, có cả phần móc đeo này. Cái này các bác có thể chế cái dây các bác đeo vào móc vào. Đó. Em hôm nay em cũng xả kho thanh lý luôn cái mã hàng này nhá. Lên mã em sẽ cái cây dao sưu tầm S1. Đấy, em còn có ít nữa, em cũng lên xả kho nốt luôn. Dao sưu tầm S1 nhá. Dao sưu tầm S1 nhá. Mã sẽ là S1. Xả kho luôn là chỉ còn có 30.000 một cây thôi, 30k thôi nhá. Giá này gần như giá tốt nhất luôn đấy. Các bác mua đâu được một con dao sưu tầm đẹp nha. Nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, mua về mua chơi về đấy, mua về trưng bày, mua về sử dụng này. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Hàng thép trắng không gỉ, quá xịn sò, sắc bén lắm. Hàng bao dùng bao chất bác luôn. Có cả phần bao đựng này luôn nhá. Nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng nhá. Dao sưu tầm S1 nhá, 30.000 một cây này, 30k. Mũ tai bèo thì tiếp tục hàng về nhá. Đấy, báo giá bác luôn. 30.000 cho một chiếc nhá. 30k cho một chiếc mũ tai bèo nha. 30k một chiếc thôi. Đó. Về các bác sử dụng, bác nào đi du lịch, đi chơi này, rồi là các bác cần hay đi làm lao động ngoài trời này, mua cho em ngay một con mũ này về. Độ cực kỳ mát luôn, chất liệu 100% cốt tông. Và cái phần vòng đầu của nó thiết kế này. Thiết kế theo dạng là cái phần sợi lưới như này này. Đó, các bác đội rất là mát nhá, đội rất là mát, nó rất là thoáng. Đây bên trong nó có cả một lớp lưới này. Các bác đội nó không bị bết tóc nhá. Đây nó có lớp lưới độ bết tóc, rồi là cái phần dây để các bác quàng qua cằm nó không bị bay mũ mỗi lần nó gió to. Rồi bên trong là cái phần vành mũ nhá, thiết kế rất là to và rộng. Nên là các bác đội nó cái phần độ phủ che nắng được rất là nhiều. Nên là nó bảo vệ được những cái cơ quan đầu não của bác nhá. Đấy, đầu với các thứ là đỡ bị nắng nó xiên vào, đỡ đau đầu có thứ lao động có thứ ngoài trời, sử dụng con này cho em rất là mát mẻ, ok luôn. 30k nhá. Lên mã em sẽ là cái mũ tai bèo 30k nhá, 30k cho một chiếc mũ tai bèo nha. Đấy, 30.000 một chiếc nhá. Đấy, 30k mũ tai bèo nhá. Đấy, mũ tai bèo đây, cả cái màu xanh dạng biển biển này. Đấy, còn cái này màu xanh kiểu rừng núi này. Đó, 30k một chiếc nhá, mũ tai bèo rất là xịn luôn. Đó, độ cực kỳ mát, dày dẫn chắc chắn. 30k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tuyếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tuyếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nhầy, và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tuyếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Tiếp theo này cũng là một cái sản phẩm về để các bác trang trí Noel này. Đấy, bác nào mà nhà cửa muốn trang hoàng lộng lẫy trong cái dịp Noel thì các bác Giáng sinh thì các bác mua cho em cái bộ nháy này về. Đấy, bộ nháy này thì giá nó cực kỳ rẻ mà rất là đẹp luôn. Đấy, đấy là cái bộ nháy kim cương nhá, bộ nháy kim cương. Đây, đấy, cái bộ nháy kim cương này rất đẹp luôn. Bộ này thì chiều dài của nó là vào là 40m nhá, 40m, có cả cái phần cục điều chỉnh các chế độ nháy này. Cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài cho em thôi, rất ok. Đấy, đèn led nó khá là đẹp và cực kỳ sáng nhá. Đấy, khá đẹp cực kỳ sáng luôn. Rất nhiều màu sắc khác nhau và có các chế độ này. Đấy, các chế độ luôn. Dài là 40m nhá, dài là 40m nên là các bác răng những cái không gian rộng. Đấy, không gian rộng. Cần nhiều bóng nháy thì các bác mua cho em cái bộ này về. Mà giá của nó thì cực kỳ là bình dân và rẻ luôn. Giá của nó thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái bộ này với giá sẽ là đi
70.000 một bộ nhá, 70.000 bộ này. Cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là nháy kim cương nhá, nháy kim cương. Đấy, đèn nháy kim cương hoặc là dây nháy kim cương. Dài 40 mét nhá. Dài 40 mét, em nhắc lại lần nữa là dài 40 mét luôn, rất là dài đấy. Đấy, 40 mét rất là dài. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k một bộ này. Đấy, 70k cho một cái bộ đèn nháy kim cương dài 40 mét nha, có cả một cái cục điều khiển ở đây luôn. Đấy, về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220. Điện 220 là các bác xài thôi. Đấy, nó đã cuộn sẵn này rồi thì về các bác gỡ ra nó rất là dễ. Đấy, cuộn sẵn này về các bác gỡ ra dễ. Đây là cái phần nháy nó này, nó là dạng kim cương này các bác nhỉ. Đấy, nó dạng kim cương nhá. Đấy, nên em lên luôn mã sẽ là nháy kim cương dài 40 mét nhá. Giá đang gửi bác một cái cuộn nháy dài 40 mét này là 70.000 một cuộn nhá, 70.000 một cuộn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái phích cắm diệt, báo giá luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy cho em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân diệt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân dẹt nhá. Đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Shop tiếp tục về mã hàng đó là dòng ghế xếp nhá, ghế xếp ghế câu này. Dùng để các bác đi câu đi kẹo rồi các bác sử dụng mang đi du lịch, đi chơi, đi picnic này, dã ngoại này, rồi đi câu rất ok nhá. Đây, bình thường thì nó sẽ xếp gọn vào như này. Đấy, còn không thì khi bác mở ra này, đó là thành một chiếc ghế rất là to nhá. Hàng này thì là hàng bãi Nhật nhưng mà là hàng bãi mới nhá, hàng bãi mới đây, hàng made in Japan đó. Con này thì phần khung của nó sẽ là khung thép nhá, khung thép sơn tĩnh điện. Đấy, khung thép sơn tĩnh điện này, khung rất là dày nhá, khung thép dày lắm. Có phần đế chân chống trơn trượt này. Đấy, toàn bộ đều có đế chân hết luôn nhá, bốn đế đều có đế chân luôn. Đấy, đinh tán ốc các thứ đầy đủ, ngon lành xịn sò luôn. Và đây là dòng vải dù nhá. Đấy, phần ghế thì phần bạt ghế thì sẽ là vải dù và vải dù hai lớp luôn. Vải dù hai lớp các bác ngồi rất là thích, ngồi cực kỳ chắc. Đây coi nhìn này, những cái phần đường kim mũi chỉ khâu rất là cẩn thận này. Đây những cái phần bo góc này coi nhìn này. Đấy, để khi mà các bác ngồi là nó không bị rách góc hay nhiều cả, nó bo góc rất là cẩn thận luôn. Nói chung là hàng Nhật người ta làm rất là chi tiết cẩn thận. Hàng của Made in Japan cho em nhá. Đó, ghế câu. Và khi mà các bác mua hàng thì sẽ có tặng kèm luôn bác là một cái túi đựng nha. Đấy thì có, các bác có thể là xách đi mang lại này. Đấy, các bác gấp gọn vào các bác bỏ vào túi nhá. Đây em sẽ đo về cái phần kích thước của cái ghế này nhá, các bác cùng xem này. Đây bây giờ em sẽ đo này. Con này thì phần tổng chiều cao ghế của nó vào là đi 60 nhá. Tổng chiều cao ghế là 60. Đó. Phần cái phần bản rộng ghế sẽ là đi 35 này. Đấy 35 x 35 nhá. Đấy, bản rộng và bản sâu ghế là 35. Các bác ngồi rất là vuông chân. Đấy, ngồi rất là vuông chân, một con ghế rất là đẹp chắc chắn á. Cái này thì bán nhiều rồi. Bữa trước thì đang bán cháy hàng luôn thì hôm nay là những bác nào mà hiện tại là bữa trước mà chưa chốt được thì các bác tranh thủ chốt luôn. Giá thì bên em vẫn đang rất là bình ổn giá cho bác nhá. Và em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm là ghế câu, ghế xếp nhá. Thì bên em đang bán một chiếc ghế câu, ghế xếp này có giá sẽ là đi 150k nhá, 150k. Đấy. Lên mã em sẽ là ghế câu này, ghế câu này. Ghế câu nhá. 150.000 một cây. Đấy, 150k một cây. Giá này gọi là giá bao giá thị trường luôn đấy mà lại cần hàng của Nhật luôn, xịn sò ngon lành này. Giá cực kỳ tốt, giá chỉ 150k một cây thôi. Dùng rất ok, ghế rất đẹp luôn nhá. 150.000 một chiếc nhá các bác nhá. Đấy, nhanh tay chốt đơn vào việc luôn. Về các bác ngồi để mình đi câu đi kẹo đi du lịch rồi đi cà phê cà pháo, các bác ngồi rất là vuông chân nhá. Đây các bác nhá, đây là người mẫu như em đang ngồi này. Đấy, ngồi rất là vuông chân này, thoải mái này. Đấy, chân vuông chữ điền ngon lành cành đào luôn nhá. Đó, ngồi chắc dặn mấy phát nào. Đấy, thấy không? Nó thiết kế sợi vải bố này chắc lắm. Các bác ngồi cứ dặn thoải mái. Con này người còn tầm 70-80 cân lên cho em là cứ thoải mái đi. Đó. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy đây, test thực tế sản phẩm luôn nhá. Đó, ghế rất là ngon luôn này. Xịn sò đấy, chắc chắn không? Đây các bác nhìn ông này rất là béo này. Đó, ngồi thoải mái luôn. À đây, có mấy chi tiết nữa là bên hông nó có một cái túi nhá. Đây các bác cùng xem một cái túi này. Đấy là các bác có thể để đồ vào nhá.
Đấy, các bác có thể để đồ để đạp vào. Đó, thấy cái túi bên hông không? Đây em sẽ quay luôn cho bác cái túi bên hông này. Đây, em quên không giới thiệu luôn. Đây là cái túi bên hông nhá. Đó là nó có một cái túi bên hông luôn để các bác có thể là khi mà mình ngồi mình có đồ đạc gì mình để luôn vào đây. Đấy, điện thoại rồi là bao thuốc hay các thứ những cái đồ đạc nhà mình. Đó, mình để vào nhá. Hàng made in Japan cho em luôn, rất đẹp nhá. Ghế cực kỳ đẹp luôn đấy, dạng vải bố có thể là gấp gọn vào. 150.000 một cây nhá. Hàng số lượng có hạn đấy. Vì bữa trước là nhiều bác chốt rồi cũng lại trượt đấy, thì lần này các bác yên tâm đi, số lượng ít lắm, không có nhiều đâu ạ. Nó chắc là vài chục chiếc thôi. Nên là các bác nhanh tranh thủ chốt luôn nhá. Ghế câu 150.000 một cây ghế câu nhá. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này, đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món hàng về shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có cái giá này đâu ạ. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Gạc Mani này. Đó, made in Gạc Mani nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, made in Gạc Mani. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy, một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng năm đáy, năm lớp luôn này. Đấy, song to. Hàng này năm đáy, năm lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này, đó. England này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy, 5 lớp luôn nhá, đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Đó, một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này. Có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây, một con này nữa này. Đấy, một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá, chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy. Dày dặn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viếc đầy đủ hết luôn các nhá. Đây, có vung viếc ngon lành luôn này. Đó. Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có rơi khoảng tầm 25 cm nhá, rơi khoảng tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng năm đáy này. Đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. Toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4 bốn cái nồi này, bốn cái nồi có quay bê này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết.
chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhé, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhé, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy các bác cùng xem lại lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship luôn luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái bịch nho khô của Mỹ này. Đấy, nho khô của Mỹ nhá, xịn luôn. Đây, vừa bóc ra cho mời các bác thưởng thức tí nhá. Bóc ra ăn thử và thấy rất là ngon luôn ạ. Em tưởng là nó cũng tương đối thôi nhưng mà em thấy rất là ngon. Ngon lắm ạ. Đang mời các bác nhá. Nho rất là đều và to. Đây. Nho nó rất là đều và to này. Và nó không bị sạn các bác nhá. Đấy, cái ưu điểm của sản phẩm này là nó không bị sạn. Bình thường ấy là các bác mua thị trường ấy là nó sạn nhiều lắm. Vì cái nho này thì cũng rất là nhiều người bảo là nó phơi linh tinh ấy. Đấy, nhưng mà nho này hàng của Mỹ nên là nó công nghệ nó là cái công nghệ phơi sấy thăng hoa nên là nó sấy trong phòng kín các bạn, phòng kín nên là nó không có bị sạn này, nó cũng bị vi trùng vi khuẩn rất là sạch sẽ luôn. Các bác cứ ăn thử đi em, nếu thấy rất là ok đấy. 90k thôi nhá, 90k. Cứ lên mã đi em, sẽ là cái bịch nho khô Mỹ nhá. Đấy thì về các bác chuẩn bị ăn Tết là nhất này, rồi là các bác mua về làm quà hoặc là mua về mình sử dụng ăn chơi ăn bời ăn vặt cũng rất là hay. Đây, USA này. Một túi này là 1 cân nhá, một túi là 1 cân đấy. Chỉ có 90.000 thôi. Em ăn thấy khá là ok đấy các bạn. Ăn thấy khá là ngon, cái vị nho nó rất là đặc trưng luôn. Vị nho chuẩn nho khô luôn nhá, chuẩn nho khô nhá, chuẩn nho khô nho chuẩn luôn đấy các bạn. Ăn rất là ngon luôn đấy. 90k mà nhá, 90k. Lên mã em sẽ là nho khô Mỹ nhá. Thì đây, nó nguyên hộp như này. Và bên trong là một cái túi. Đó. Xịn sò lắm các bạn. Hàng này nó là size to nhá, hàng size to, size lớn đấy này, jumbo size này, hàng size lớn đấy. Hàng size lớn. Date 2025 luôn nhá, date dài luôn, date lâu, date dài quá nhá, date lâu, date dài luôn đấy. Đó thì lên mã em sẽ là cái nho khô Mỹ em nhá, nho khô Mỹ. Sẽ là 90k một hộp này nhầy, một hộp là 1 cân nhá, một hộp là 1 cân đấy. Chỉ có 90.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, bán nhanh cho bác luôn. Tiếp theo đó là táo này, cũng rất là nhiều bác hỏi, đó là táo Hàn Quốc nhá, táo này của Hàn Quốc. Táo này thì 80.000 nhá, 80.000, một cái túi này cũng là 1 cân các bạn, một túi này là 1 cân. Táo thì cũng là táo xay to, táo khô. Táo này là về các bác cũng có thể ăn được như nho luôn. Đây, cũng có thể ăn được như nho này, nho này em đang ăn này rất là ok luôn. Đấy, còn táo là các bác cũng có thể về sử dụng trực tiếp hoặc là các bác có thể ví dụ như là trưng yến này rồi là nấu hầm thuốc bắc các thứ này. À, cũng hay có cái táo này. Lên mã em sẽ là táo Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc đó. Một cái bịch táo Hàn Quốc này với giá sẽ là 80k. Một cái bịch này là 1 cân. Đấy, một bịch là 1 cân nhá. Táo Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc rất ok luôn. Size thì cũng là size to nhá, để bình thường các bạn nhìn cái quả này. Cái quả ở chợ các thứ các bác mua đấy, quả nó tí thôi các bạn nhìn này, như ngón cá luôn, to bự luôn này. Đó, rất là to luôn, size to luôn nhá, 80k. Một cái bịch táo Hàn Quốc nha. Còn nho thì sẽ là 90k. Đấy, nho khô Mỹ thì sẽ là 90k, còn táo khô Hàn Quốc thì sẽ là 80k nhá. Đấy thì tùy nhu cầu các bác mua nhiều thì bên em sẽ gửi bác như thế nhá. Có thể là mua táo hoặc mua nho đều được. Đấy, nho cũng rất là ngon mà táo cũng rất là ngon luôn. Cái này táo này là nhiều bác tiểu đường các thứ này. Đấy, các bác cao huyết áp này ăn rất là tốt luôn này. Hoặc các bác mua về. Các bác ra mua về để ngâm rượu nhá. Cái này em cũng đang ngâm rượu thực tế rồi. Em thấy rất ok, uống rượu nó rất là dễ uống và các bác view ngâm từ giờ ăn Tết là thoải mái luôn. Đấy, ngâm nó ra rất là nhanh, ngâm từ giờ ăn Tết thoải mái, ngâm rượu uống rất ok luôn. Đó. Táo Hàn Quốc 80, còn là nho thì sẽ là 90.000 thôi nhá. Nho 90, táo 80.